Thưa quý vị, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, các đợt bão ảnh hưởng trực tiếp tới Đà Nẵng sẽ diễn ra vào các tháng cuối của năm. Mặc dù hiện nay, tần suất thiên tai vẫn chưa phức tạp, nhưng thành phố vẫn đề nghị các địa phương không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống thiên tai. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là buổi diễn tập phương án phòng chống thiên tai, bão lụt và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Qua buổi diễn tập, Ủy ban Nhân dân phường tập trung vào việc triển khai các bước theo phương án đã được phê duyệt ngay từ đầu năm, với phương châm 4 tại chỗ. Việc sơ tán nhân dân, triển khai lực lượng giúp nhân dân chằng chống nhà cửa tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng, đồng thời góp phần tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân nâng cao ý thức và kỹ năng phòng chống thiên tai bão lũ. Là địa phương ven biển có địa hình xung yếu, nên công tác phòng chống thiên tai luôn được Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông quan tâm, chú trọng hàng đầu. Đối với địa bàn phường thì cho khảo sát các năm và chúng tôi tập trung di dời bà con ở những nơi xung yếu, nhà cửa không được kiên cố, đặc biệt tập trung cho cái khu vực phải Phú Tiến và Trận Đông. Cái dự án này thì đã treo cũng hơn 20 năm rồi, nhà cửa xuống cấp và các cái khu mà có những cái khu nhà tạm thì chúng tôi cũng đã nắm danh sách con người cụ thể. Có hai phương án là sơ tán về nơi trú bão tập trung và sơ tán về tại chỗ, là có nghĩa là nhà người thân, nhà hàng xóm bên cạnh kiên cố. Thì đối với khu tôm thì chúng tôi bố trí các cái trường, trung học, cơ sở Vọng Thạch, rồi các cái cơ sở Hai Bà Trưng và Tôm Diện để đưa người dân vào tránh trú khi có bão xảy ra. Tương tự tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, rút kinh nghiệm từ đợt ngập úng đêm ngày 14 tháng 10 năm ngoái, nên công tác phòng chống ngập úng được Ủy ban Nhân dân phường kiểm tra và rà soát thường xuyên ngay từ giữa năm. Mặc dù sau đợt tổng ra quân nạo vét khơi thông cống rãnh của thành phố, tình trạng này đã được cải thiện. Tuy nhiên, phường vẫn chỉ đạo các tổ dân phố tiếp tục vận động người dân duy trì công tác này xuyên suốt mùa mưa bão. Thì cũng đã phát động toàn thể các tổ dân phố trên địa bàn phường cũng ra quân thực hiện cái nội dung này, cũng như là đã tổ chức lực lượng tuyên truyền và ra quân tháo dỡ các trường hợp mà bích cửa thoát nước ở trên các tuyến đường thuộc tổ 126, 127 và 128 phường Hòa Minh. So với năm ngoái thì các đợt bão lũ năm nay diễn ra chậm hơn, nhưng mức độ rủi ro được dự báo vẫn rất cao, đặc biệt tập trung vào dịp cuối năm. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các địa phương không chủ quan lơ là, tiếp tục nâng cao cảnh giác phòng chống thiên tai, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.